Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh, quý khán thính giả thấy mặt trận Tổ quốc làm việc rất rõ ràng, minh bạch, đâu ra đó. Hôm qua mặt trận Tổ quốc đã sao kê ra danh sách những người đóng góp vào tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trong vấn đề cứu lũ. Sao kê rất chi tiết từng người một. Nên tôi xin gửi đến quý khán thính giả sự ngưỡng mộ của tôi đối với việc làm rất minh bạch của Mặt trận Tổ quốc. Điều này làm cho những người mà muốn đóng góp rất có niềm tin. Đây là điều trong sáng. Và số tiền mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc nhận được thì sẽ đến các tay của những nạn nhân. Nên tôi liên tục kêu gọi quý khán thính giả đóng góp trực tiếp vào trong tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, vì đây là một cơ quan làm việc rất minh bạch. Điều này thì cũng lộ ra những điều mà có một số đoàn thể nói rằng mình đóng góp. Thí dụ như mình đóng góp 500 ngàn, mà mình nói lên đóng góp 50 triệu hay là 5 triệu thì cũng lộ rõ ra. Hoặc là những ai đó mà hứa đóng góp mà không đóng góp thì việc sao kê như vậy cũng lộ ra tất cả. Việc sao kê một cách rất rõ ràng và công khai như thế tạo niềm tin cho mọi người, nhưng cũng nói lên những khiếm khuyết, những mặt tiêu cực khác. Nên tôi cũng xin nói những ai muốn đóng góp là đóng góp do từ tâm của mình. Khả năng bao nhiêu thì nói rất rõ, khả năng của tôi chỉ tới đó. Đừng có mà nghĩ rằng có thể tạo uy tín thêm. Lại nói mà nó không đúng thì mình chỉ khổ thôi. Đây là tham danh, cái danh đó nó chỉ hại mình thôi. Tôi cũng xin nói, có những người nhờ tôi chuyển giùm thì tôi cũng chuyển trước. Tức là thí dụ như anh Jamie Chang nhờ tôi chuyển giùm cho Mặt trận Tổ quốc thì tôi cũng đã chuyển rồi. Tôi chưa có nhận tiền lại nhưng tôi vẫn chuyển. Nhưng hôm nay có người thì đã hack vào một Facebook của một người bạn, nói rằng là nhờ tôi gửi ngay. Tôi cũng đang chần chờ thì may quá bên Zalo lại báo cho tôi là Facebook đã bị hack. Có người nhờ gửi tiền hoặc là mượn tiền thì đừng có làm. Thế là tôi nhắn lại cho cái Facebook tài khoản gửi cho tôi nói rồi, bên Zalo đã báo là tài khoản này đã bị ăn cắp, không gửi được đâu. Nên tôi nói như vậy thì tôi cũng đưa đến một cái kết luận cho tôi, chớ có vội gửi khi mà thấy bạn bè ai đó nhờ, không có tin đâu. Cách hay nhất là nói chuyện điện thoại trực tiếp hoặc là gì đó đó, để mà thấy khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của người bạn mình. Tôi xin gửi thông tin này đến quý khán thính giả. Mặt trận Tổ quốc làm việc rất minh bạch, sao kê danh sách tất cả những vị đóng góp. Nhưng cũng điều thứ hai, những ai hứa đóng góp hoặc là đóng góp gì đó thì xin hãy làm theo đúng lương tâm của mình. Đừng để cho sự tham danh làm hại mình. Nhiều khi mình làm điều thiện thì nó lại không thiện, không có tốt. Và điều thứ ba đó là nếu các bạn bè mà nhờ các bạn mà gửi thẳng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc như trong trường hợp của tôi đó, thì hãy cẩn thận gì đó, tài khoản của Facebook hay là tài khoản của Zalo, coi chừng họ đã bị hack. Thì việc mình làm cuối cùng, việc thiện lại đâm ra những sự bực mình, thì nó không có thiện hẳn. Đó là ba thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.